Hoàng Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà vị trí tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này, ưu điểm đường ngõ trước nhà cực kỳ là thông thoáng, ô tô vào được nhà, diện tích là 38,6m trên sổ đỏ, xây dựng thực tế nó khoảng tầm được gần 40m. Và với căn nhà này thì ưu điểm tiếp theo, lô góc hai mặt thoáng, giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6 nó khoảng chừng 200m thôi. Đây là đường ngõ thực tế trước nhà. Căn nhà này ô tô có thể vào được nhà, ô tô 7 chỗ vào nhà thoải mái. Với mặt tiền của ngôi nhà 3m6, mặt hậu là 3m65 mọi người nhá. Lô góc hai thoáng cho nên ở đây ưu điểm của nó, cửa sổ mở từ phía được mọi người ạ. Đó, diện tích là rộng, thiết kế thì là hợp lý. Vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời quý theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà. Với căn nhà này, thiết kế phần cửa chính là cửa cuốn, để quý vị nào nếu như có xe ô tô thì dễ dàng đi vào được ở phía dưới tầng 1. Tầng 1 thì thiết kế ngoài, nếu như mà quý vị không để xe ô tô thì có thể thiết kế phòng khách. Cái này thì tùy công năng. Còn đây, lô góc hai thoáng, cửa chính, cửa phụ ở đây, cửa ngách. Rất là thoáng. Hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát mọi người nhé. Đó, quanh khu vực thì gần với này tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần bến xe Nghĩa, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể đi làm ở Chương Mỹ, đi thẳng lên trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, hoàn thiện xong hết, chỉn chu rồi. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với phần tủ bếp thiết kế hoàn toàn là gỗ thịt mọi người nhá. Đó, mặt bếp ốp đá granite và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn về ở được ngay. Đây là cái phần không gian phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1, nhỏ nhắn, hợp lý. Căn nhà này ưu điểm của nó cực kỳ là thoáng, rộng, ô tô thẳng tắp vào nhà, hướng nhà là hướng đông nam. Đường ngõ thực tế đây, quý vị có thể nhìn thấy Ngọc Ánh quay và review rất là chi tiết, rất là cụ thể căn nhà có như thế nào thì quay và review cho quý vị là như vậy. Tầng 1 phòng bếp, phòng khách thì cũng có thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Phía trước cách đây khoảng tầm 30m là chợ dân sinh mọi người nhá. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với phần tầng 2 này thì chủ nhà thiết kế một không gian phòng khách rất là rộng. Ngoài bật mí một chút cho quý vị nhá, nếu như quý vị nào không kiêng về phong thủy, cái ngõ nó hơi chếch vào nhà một chút, thì cái căn nhà này quý vị có thể kinh doanh online rất là hợp lý. Với cái đường ngõ thực tế trước nhà, ô tô tải đỗ cửa, quý vị có thể hạ hàng ngày đêm thoải mái. Rồi là cái phần tầng 1 để thông sàn, để hàng hóa. Cũng như ở đây trên phía tầng 2 này, vì Ngọc Ánh đã bán cho rất là nhiều quý khách hàng mà kinh doanh online rồi, thì cái vị trí nó không quá quan trọng. Miễn làm sao đường ngõ ô tô to, thông, thoáng thì quý vị có thể tiện lợi xe container chuyển hàng đến. Rồi là cái phần thiết kế tầng 1 ý, thông sàn để có thể là để đồ đạc mọi cái hạ hàng nó rất là dễ. Thì cái căn nhà này là cái điều đầu tiên mà Ngọc Ánh nhìn thấy và cũng có hướng tới trên cái tệp khách hàng. Đó là quý vị nào kinh doanh online thì quý vị có thể lựa chọn căn nhà này. Đó, rất là hợp lý, và cái giá bán hiện tại của ngôi nhà này cũng rất là hợp lý. 2.820.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì quý vị có thể vay được tối đa tầm 1.5 tỷ bên ngân hàng, 1.5 tỷ cho đến 1.6 tỷ, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Vay với cái thời hạn lâu nhất 35 năm, tối thiểu là 3 năm, với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là cái phần phòng khách thì là cửa đây, mọi người có thể nhìn thấy 1, 2, 3 cửa sổ và có một ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài.
Đó, thiết kế thì mỗi căn nhà, mỗi một chủ đầu tư thiết kế một cái công năng sử dụng, thiết kế một cái phong cách khác nhau, không chủ nào giống chủ nào, cũng như là không nhà nào giống nhà nào. Cho nên Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% cam kết giá bán từ chủ đầu tư, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có sao thì chia sẻ cho quý vị là như vậy. Sau đây mời người theo em lên các tầng phía trên. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 này thì chủ nhà thiết kế cho mình hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, một phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phòng ngủ ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây. Cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao của các phòng đều được lắp đặt đầy đủ cái tông sơn màu chủ đạo. Với căn nhà này thì rất là vuông vắn, mặt tiền 3m6, mặt hậu 3m65. Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ đầu cho quý vị với cái diện tích thực tế là 38,6m. Đó. Đây. Hành lang, hai chiếc cửa sổ. Cái ưu điểm lớn nhất của lô góc cũng như nó sẽ đắt hơn những cái lô thường ấy mọi người ạ. Nó được cái ưu điểm là cửa sổ mở vĩnh viễn, rất là thoáng. Đó. Và tất cả các cửa sổ thì đều được thiết kế hai lớp ngửa cửa, rất là an toàn. Phòng nào cũng được thiết kế trần thạch cao, đèn led. Hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Vậy tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế như thế nào thì mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ cũng như cửa sổ này, một phòng vệ sinh, một sân phơi. Đây. Đây là toàn cảnh của ngôi nhà. Với ngôi nhà này thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là nhiều ưu điểm tới cho quý vị. Và cũng có một chút phần nhược điểm nếu như quý vị nào mà không quá quan tâm về phong thủy thì đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Thứ nhất là cái mặt tiền của ngôi nhà này thoáng vĩnh viễn, đường ngõ cũng thoáng vĩnh viễn, không có bất kỳ một cái nhà nào sau này xây dựng có thể đối với mình. Và thứ hai thì là ưu điểm gần với lại trục đường quốc lộ 6 mở rộng. Còn nhược điểm thì đây sẽ là nhược điểm mà quý vị có thể nhìn thấy luôn. Và Ngọc Ánh cũng quay và review thật cho quý vị. Cho nên mọi người ạ, mọi người cảm thấy phù hợp với mình, phù hợp với tầm tài chính của mình, phù hợp với lại cái mong muốn của quý vị thì quý vị có thể liên hệ để xem cái căn nhà này. Còn không thì bên kênh Nhà Tốt của Ngọc Ánh còn rất là nhiều căn để cho quý vị lựa chọn giá bán rất là hợp lý. Cam kết 100% giá bán từ chủ đầu tư tới quý vị có thương lượng với quý vị nào thiện chí và có nhu cầu nhé. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hóa 0888 041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.